Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mới nhất thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì nằm ngay gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai, gần chợ trường phường Trạm, gần mầm non cấp 1, cấp 2 Đồng Mai. Tiện ích xung quanh đi lại rất là phù hợp và phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ theo trục đường quốc lộ 6 hoặc là quý vị có thể đi làm ở Thanh Oai. Với cái ngôi nhà này giá bán hợp lý, giá rẻ, diện tích từ 30 cho tới 32 m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng xây mới. Ngõ trước nhà thực tế ở đây khoảng tầm hơn 2 m và cách với lại một nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Đây mọi người ạ, cách đúng một nhà là ra tới đường ô tô, tiện ích sinh hoạt, giao thông ngập tràn. Với hướng nhà ở đây thì có, ở bên trong ngõ thì có 3-4 căn và 3 căn hướng nhà là Tây Nam, 1 căn hướng nhà là Đông Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể một căn nhà mẫu ở đây. Với ngôi nhà 30m, 32m, thiết kế 5 tầng. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, mới tinh, 4 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Với cái nhà xây theo hình thức liền kề này thì toàn bộ tường riêng, cột riêng và móng riêng hết nha quý vị. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà thiết kế như thế nào. Đây là phần tầng 1, ngôi nhà hoàn thiện chỉnh chu hết, ở phần gạch, thiết bị vệ sinh cũng như là màu sơn. Nói chung là có thể dọn đồ về ở được luôn, sổ đỏ trao tay, sáng có thể mua bán và chiều dọn đồ về ở. Giá bán thì hơn 2 tỷ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại lãi suất bên ngân hàng đang giảm giảm cái phần lãi suất xuống rất là sâu mọi người ạ. Cho nên là mọi người mua thời điểm này là rất là hợp lý nhá. Toàn bộ phần phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cũng như là hai bên của bức tường thì là chủ nhà có thiết kế trần phào cũng như là giấy dán tường Hàn Quốc cho quý vị. Với cái vị trí ngôi nhà này ấy, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ thắc mắc rằng là với vị trí này thì nó có gần với trường đại học nào không. Nếu như tính phạm vi bán kính 5 km quay đầu với ngôi nhà thì có một số trường đại học như sau: trường Đại học Đại Nam, trường Đại học Fenica, trường Trung cấp Y Dược, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Nói chung là cũng tương đối đấy mọi người ạ. Và cái giá bán, quan trọng là giá bán và cái thiết kế ngôi nhà rất là hợp lý. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Ở phần phòng khách thì chủ nhà có lắp đặt thêm cho chúng ta một chiếc quạt trần. Với cái diện tích 30 đến 32 m thì cái công năng sử dụng gọi là tương đối thưa quý vị ạ. Chủ nhà thiết kế một phòng khách này, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu hết cho quý vị. Đây, toàn bộ là gỗ, ở đây là gỗ MDF chống cong vênh. Tủ bếp thì chủ đầu tư thiết kế lên tận trần cho quý vị này, tối ưu cái công năng sử dụng. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều thiết kế chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng, nước sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Tầng 1 ngoài ra còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Quan trọng với vị trí ngôi nhà này thì đường ngõ nông thông thoáng, cách với đúng một nhà là ra tới trục đường ô tô tránh nhau, thuận tiện đi lại, gần với chợ trường phường Trạm, trạm y tế, Ủy ban Nhân dân. Với cái căn nhà này thì nó phù hợp với tầm tiền ở của khu vực mọi người ạ. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính thì thiết kế cho quý vị một vách CNC gỗ. Đây, có cả cái tủ kệ ở đây nữa. Nói chung là hợp lý. Đó. Mặt bậc của bậc cầu thang thì từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là đá granite. Và phần tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ. Như vậy Ngọc Ánh review cụ thể đường hướng, vị trí cũng như là thiết kế tầng 1 của ngôi nhà rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và với tầng 2 của ngôi nhà, thực ra ấy, để chia sẻ với quý vị sâu hơn thì với cái ngôi nhà này, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như tầng 2 này. Nó gần như là phòng mẫu ấy mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng 2 lớp. Bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa inox. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái phòng ngủ tầng 2 rất là rộng, được thiết kế sàn gỗ, trần thạch cao, đèn led. Phòng thì rất là vuông vắn, rộng rãi, dễ dàng kê đồ. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong theo kiểu phòng ngủ master quý vị ạ. Đấy, đứng từ không gian phòng. Phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong phòng ngủ là đây. Phòng vệ sinh thiết kế rất là rộng, hệ thống sen, cây tắm, bồn cầu, ống chờ bình nóng lạnh, lavabo, gương. Điện nước đầy đủ, dọn đồ về ở ngay. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhựa lõi thép. Đặc biệt với công nghệ hiện đại, càng ngày càng hiện đại, mỗi một cái video cũng như mỗi một thửa đất, một ngôi nhà thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị nó rất là tương đối. Và với cái ngôi nhà này thì đây quý vị có thể nhìn thấy tất cả các cửa thông phòng đều được chủ đầu tư của cái dự án này thiết kế cho quý vị là đây, mật khẩu và vân tay quý vị nhé. Tất cả các cửa phòng ngủ ấy ạ. Đó, nó rất là khác biệt với một ngôi nhà tầm vừa tiền mà chủ đầu tư thiết kế những cái trang thiết bị hiện đại, công năng sử dụng hài hòa, hợp lý, thiết bị vệ sinh sử dụng toàn bộ là cái phần tầm trung rất là tương đối. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo, tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 4 cũng vậy. Cho nên với ngôi nhà này thiết kế cho quý vị 3 phòng ngủ rộng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Như em đã chia sẻ với quý vị đang theo dõi kênh rất là nhiều lần, đó chính là chia sẻ với quý vị những cái ngôi nhà 100% quay thật, 100% giá bán thật, nhà có như thế nào thì chia sẻ cho quý vị như vậy, quãng đường đi như thế nào thì em cũng chia sẻ cho quý vị như vậy. Cho nên nếu như quý vị mà cân đong đo đếm hoặc là có thể cân nhắc muốn mua nhà khu vực ở Hà Đông thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em Ngọc Ánh Nhà Tốt để có thể được tư vấn cũng như là tư vấn trước xem là cái cung đường đi lại, cái tầm tài chính của mình nó có phù hợp với gia đình mình hay không, thì mình sẽ đến ngôi nhà xem thực tế, đảm bảo cho quý khách hàng không bao giờ thất vọng với những ngôi nhà quý vị đã xem ở trên video và đến thực tế nó là hoàn toàn là một nhé. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 đây. Đó, công năng hài hòa, phòng vệ sinh tương đối là rộng. Căn nhà này vuông vắn, vuông trước vuông sau, cho nên không có bị thóp hậu gì cả, quý vị hoàn toàn yên tâm. Cửa đây, như em đã chia sẻ ở phía dưới tầng 2 cho quý vị rồi, tất cả các cửa thông phòng đều được chủ nhà thiết kế là khóa vân tay, hoặc là mật khẩu, rất là an toàn, hợp lý, gọn nhẹ mà rất là sang. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng, tầng 5 của ngôi nhà. Bởi vì tầng 4 thiết kế y hệt như tầng 2, tầng 3 chúng ta đã có 3 phòng ngủ, vậy thì tầng 5 còn lại thiết kế ra sao? Và ngoài đang đi lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Ở trên phía tầng 5 chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 5 thiết kế cho quý vị một phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý đây ạ, cũng rất là thoáng. Phần còn lại là phần sân phơi, thì đây là phần sân phơi của ngôi nhà này, rất rộng, sân phơi rất là rộng và thoáng. Ngôi nhà này thì nằm ở trong vị trí khu dân cư đông đúc, kia là dân cư xung quanh, hàng xóm, không có gần đình chùa miếu mạo gì, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đó, nhìn thực tế luôn. Thuận tiện với cung đường đi làm như thế nào thì em đã chia sẻ rồi. Giá bán thì em để dưới phần bình luận. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.